tại thì anh em đang đi trên cầu Bến Thủy và nhiệt độ ngoài trời khá là nắng, không biết là 40 mấy độ đó, nhưng cực kỳ nóng, nóng cực kỳ luôn. Và chúng ta chắc chắn nó sẽ khả năng sang với Hà Tĩnh, cùng đi thôi. Và chúng ta đã gần đến nơi của bà đó rồi, và cảnh khá là đẹp. Yeah. Và chúng mình đang đi khắp đường ven biển Thiên Cầm ở nhà hàng là Khách Trường, nhà hàng Trà Hoa. Đó là con thuyền dập dây nhìn rất là đáng yêu, rất là muốn lên thuyền ngày xoay sóng. Chúng ta đã gần đến nơi rồi, chỉ còn một tí thôi. Và sau khoảng 2 tiếng di chuyển thì chúng ta cũng đã đến nơi với nhân vật đặc biệt này, và không ai khác đó chính là, thưa với mọi người, đôi tung tên cho nèo đi rất chăm với cha ơi, trực tiếp mấy túc lên rắn cỏ ai mua kìa. Đôi ba túc nhìn rắn cỏ ai mua kìa. Nhi đôi chân nèo đi với đôi này nít đẹp rồi vô mua tí. Anh nó vô sẽ mất mua chứ cả. Chào em. Chào anh. Em có thể tự giới thiệu với mình được không? Dạ có. Em tên thật của em là Võ Quỳnh Anh. Em học lớp 6, năm đây em 12 tuổi. Em học tại trường trung học cơ sở Cẩm Dương. Hiện tại em đang học trường trung học cơ sở Cẩm Dương đúng không? Dạ. Là xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Em có thể là kể về quá trình một ngày bình thường của em được không? Dạ, bình thường thì buổi sáng em ngủ dậy thì đi thể dục. Wow. Chiều thì đi học. Học về thì vô ăn cơm bình thường, tùy tùy thì có khi thì lá chứ. Dạ. Những khi thì đi bọn em bên giáo đi lễ, học về đi châu. Dạ. Một tuần thì em livestream thì mấy lần? Dạ, trong quá trình học thì một tuần em chỉ làm một lần. Và mọi người cũng phải một tuần mới được chờ đợi em để được nghe em livestream tiếp. Dạ. Qua thứ mấy em hay? Dạ, khi thì thứ bảy, khi thì thứ năm. Khi thứ bảy, khi thứ năm. Dạ. Thì giọng nói của em có thể là tạo nên một cái thương hiệu rất là tuyệt vời. Thì đấy, nghe một lần thôi cũng rất là ấn tượng. Thì cái giọng nói của em là ở đấy thì ai cũng nói ăn được cả hay là chỉ một mình em có được thôi? Dạ là à, là mình sinh ra mọi người xung quanh đều nói được hết rồi. Dạ. Bố mẹ anh chị tất cả mọi người đều được hết. Dạ. Em thấy giọng nói của em có hay không? Dạ có. Rất là hay đúng không? Dạ. Em có ý tưởng livestream từ khi mốt? Dạ là lần đầu thì em cũng có ý tưởng rồi, chị mới quay em rồi em đi. Không ngờ là nhiều người xem được. Không ngờ mọi người xem nhiều được. Dạ. Em livestream đến lần thứ mấy thì mới có thật là nhiều người biết đến em? Dạ thứ hai, thứ ba. Và khi được mọi người, nhiều người biết đến nó rửa. Dạ. Thì em thấy có cái điều gì khác biệt không? Mọi người xung quanh hay là bạn bè trên trường có nhận xét gì không? Dạ có mấy bạn cùng khen đua hay đua. Đua. Dạ. Các bạn khen hay là đua? Khen. Khen như thế nào? Dạ khen như kiểu là bạn ấy trở thành người nổi tiếng rồi. Chị được không? Dạ không. Có ai làm quen tán tình chưa? Dạ không. Không có? Không. Ủa cha, bọn con trai ở đấy nhạt thêm. Dạ. Có ai tăng hóa? Dạ không. Ok, họ muốn chơi nèo là được đúng không? Dạ. Để xem nhiều hơn những clip của chúng tôi, các bạn hãy nhấn đăng ký và click vào chuông để nhận được thông báo. Trong trường hợp không nhấn được chuông, đơn giản thôi, hãy phí đăng ký lại và click vào chuông. Đấy, dễ không? Dễ. Khi làm live stream á, thì em thích điều gì nhất? Dạ, em thích. Đúng. Dạ. Nhưng mà anh thấy em vui mà. Dạ. Rửa thì có điều gì làm em ghét lắm, thấy không thích lắm? Và có, bởi vì là mấy cái người xung quanh xem ta là chúng á. Toàn bình buồn luôn rơ. À, buồn bình luôn rơ. Họ chăm gió đúng túng đúng không? Dạ. Nhưng được làm em khó chịu. Dạ. Cái phong cách của em rất là lạ nhá, và khiến cho mọi người xem là ưng luôn. Thì có câu nói nào của em thấy nó là dạng một cái thương hiệu của em không? Dạ có, là tung tên cho nèo. Tung tên cho nèo. Dạ. Câu nữa thì em tự nghĩ ra hay lắm? Dạ tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra hẳn là thương hiệu nó giống chữ
chơi nail hả? Dạ. Ồ, thật sự rất là hay. Và có lẽ là để cái hãng chơi nail hẳn nó nghĩ ra được cái em dạ. Tên em lại là bé bột vlog ha. Dạ. Thì em có thể giải thích được tại rằng mà em lại có cái tên đó? Dạ, bởi vì khi được nhỏ mẹ sinh ra là trắng. Thương mẹ như trắng như bột, dạ. Gọi là bé bột. Dạ. Thì đến bây giờ là mẹ cũng gọi rồi ha. Dạ. Bạn bè xung quanh có gọi được không? Dạ có. Ờ, vẫn là bé bột. Dạ. Ok. Thì là cái này là không phải chỉ mình mới làm lá chim mới làm, dạ. Mới đặt tên, mà có từ trước. Dạ. Ok em. Em thấy lá chim có vất vả không? Dạ không. Không vất vả. Dạ. Có áp lực thì nó không vất vả ha. Dạ không. Ừ. Thì em có bán nhiều đồ không hả? Dạ có. Nhiều. Ví dụ xem những cái mua cho. Kiểu tung tăng. Tung tăng. Quần áo. Quần áo. Mì phẩm. Mì phẩm. Dạ. Rồi. Ừ. Thì hiện tại cũng đến giờ đi học rồi, thì nếu họ mua hàng thì em gửi cho họ như thế nào? Dạ, gửi qua anh shipper. Anh shipper. Dạ. Rất là nhiệt tình. Những cái mặt hàng đó thì cái nào thì được mua nhiều nhất? Dạ là tung tăng. À tung tăng. Là người ta cũng rất thích cái câu nói của em để người ta tìm đến em luôn, và mua tung tăng là một cái thương hiệu của em hay. Dạ. Tung tăng chơi nào? Dạ. Ngoài chơi nào có tung tăng gì khác không? Có tung tăng Gucci. Có tung tăng gì cả? Chơi nào Gucci nữa? À, hai cái đó. Dạ. Ok. Thay đổi một tí không khí nhá. Anh sẽ hỏi một số câu hỏi nhanh này. Em sẽ nghe em trả lời luôn. Dạ. Ok. Dạ. Em có nghe chưa? Dạ chưa. Hiện tại em là người miền biển. Em có biết bơi không? Dạ có. Có biết bơi. Em thích ca sĩ nào nhất? Dạ em thích ca sĩ. Em thích diễn viên nào nhất? Ninh Dương Lan Ngọc. Ồ, Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ. Em thích món ăn gì nhất? Dạ em thích ăn sườn chua ngọt. Dạ. Em thích làm gì nhất? Em bình thường em thích chạy thể dục. À, thảo nào. Nhìn rất là khỏe khoắn. Em ước mơ sau đây làm gì? Làm diễn viên. Làm diễn viên. Dạ. Và giống như một người giống như Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ. Rồi, anh câu hỏi tiếp nữa dành cho em là mặc dù là mình cũng có rất nhiều lượt view, nhưng mà có nhiều người nhận xét là cái dòng địa phương của mình này. Dạ. Nó khiến là nhiều người khác không có nghe được, không có hiểu được. Thì có khi mô mà để cho nhiều người xem hơn thì em sẽ đổi cái dòng nói, dòng địa phương đi sang dòng phổ thông. Dạ không, em được. Ồ, thay đó. Ari là cũng được rồi. Ari là cũng được rồi. Dạ. Rồi là Ari mới tự nhiên nó mới thoải mái đúng không? Dạ. Và thương hiệu của mình mà mình là con người mình gửi chạm giỏi đi thôi. Dạ. Dạ. Có khi muốn nếu sáu ní yêu cầu phải đổi theo có đổi không? Dạ không, vẫn được. Vẫn không đổi. Dạ. Mình em chỉ làm thôi. Dạ. Ok, rất là tuyệt vời. Và anh thấy mọi người rất quan tâm em nha. Thì cái công việc mà kinh doanh thuận lợi ní thì có khi muốn em sẽ mở một cái shop rất to rất hoành tráng cho mọi người để mua hàng không? Dạ, có. Có. Dự kiến là khi mua? Là khi tuổi 20. À, em sẽ làm một mình hay làm với ai? Dạ, làm với chị gái. Tuyệt vời, làm với chị. À, cho anh hỏi được cái tung tăng chưa néo nữa thì em lấy tư mô? Dạ, tư bên chụp chị gái. Chụp của chị gái. Dạ. Chị gái là người kinh doanh tung tăng chưa néo? Dạ. Có như em là người đại diện thương hiệu đó. Dạ. Đúng không? Và chắc chắn chị rất là mừng khi mà có một người em như em hả? Dạ. Mọi người cũng biết tới em qua những lần em livestream khá là nhiều. Nhưng mà về đời sống thì lần này Thảo mới chia sẻ một cách nó được nhiều hơn á. Dạ. Em có thể cho mọi người biết những cái mong muốn, những mục tiêu gần nhất của em là những gì không? Dạ là em muốn mẹ về ở với em. À, còn gì nữa? Là em muốn thành công hơn. Ừ. Muốn trở lên TV nhiều hơn. Ừ, ok. Thì đấy là lần đầu tiên mà chương trình đến với xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thì dạ, mọi người sẽ muốn nghe nhiều hơn những cái câu nói nó đặc trưng, nó là ở riêng mình. Thế em có thể chia sẻ cho mọi người những câu nói đó được không? Là tầm bề. Ừ. Thì bên như Hà Nội hiện thì nói vậy chứ bọn em là gọi mình rồi. thì bình thường thì có nghe họ nói được thì mình nói nạt. À, dạ. Cái này nghe từ đi họp đúng không? Dạ. Rồi tí nữa. Con mùi, họ nói con mùi thì ta gọi là con mỏi. À, dạ. À, chứng nhau là chứng ta. Dạ. Em có bạn thân đúng không? Dạ có. Bạn thân hay gọi nhau là gì? Tông mi. À, tông mi thôi đúng không? Dạ. Có chí là đặc biệt hơn nữa không? Dạ. À, cơ bản thì cũng khá khá giống với những cái vùng địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng mà mình có cái cách nói nó khác khác đúng không? Dạ. Để đáp lại những cái sự yêu thương của khán giả thì em có những cái lời gì muốn nói với mọi người hay không?
Dạ là em muốn là mọi người vô xem là đừng bình luận rơ rơ. Em muốn là mọi người mua hàng bọn em nhiều hơn. Chứ em muốn mọi người vô ủng hộ em nhiều để bữa sau được ăn tôm hùm. Em thích ăn tôm hùm. Dạ. Và cùng xuân sao chua ngọt. Dạ. Ok. Các bạn vừa nghe xong những cái sự chia sẻ rất là thật lòng tự nhiên của bé Bột Vlog. Và nếu các bạn quan tâm nhiều hơn thì hãy theo dõi nhiều hơn những clip live stream của bé Bột trên fanpage bé Bột Vlog. Và nhớ đừng bình luận rơ rơ nhá. Chào tạm biệt các bạn.